Sum chơi những cái chó. Ông mình bre cả một tổ kịch đoàn là ca để tự thi sẵn là ca đánh đấu đập sợ cây cầm sợ xây một mồm này rồi tiết người tam đoàn là ca sẵn là ca cà phê một sợ mính bàn chọc nơi cà tăng sầm nua đè xu đời ông chúng tôi nhầm ra hai cách vật đó cứ nâng bậc cùn về thực cả từ phía ký còn tại một nâng bậc cùn từ phía cả về thực cả từ phía ký ở cái làm chí là người cả ông pi thanh được phía vật miền nâng ở vật miền phía ký nâng bậc cùn để trở về chơi ở một chỗ rùm được nông cách nhầm là ca sắp là ca sắm rập ngày đi Sôm cọp lộc thiên, phía kia đã trời cho rung được nông cách đầm nà ca này tệ thi sạm nà ca nông ngày này miên vọt tầm miên cọp chùm nguồn. Chùm này ai xạ xây, mòm này miên vọt tầm miên nông bằng tục sạm nà ca. Hai xạ xây KW04, anh là tờ mọc đo sạc khai khám bằng tòa phía xạ xây mòm này này. Nông miên vọt tầm miên nông bằng đọc được nông bằng tục sạm nà ca. Xạ xây rung này, bàn xa bọt rụi hai, hay khiếm bàn tụt bình đã xạ xây nhà rụi hai. Mình miên chùm đóng xạ nhiệt lửa hật chùm mùi nông chùm chọp chát rư phía kia rọt tạo Khi bắt đầu này, ông nhìn ra, xong một cuộc vệ tích cả từ đồng làng xã về nhà, đồng bày hạch miền ốc cả nước nông ca xu đánh đào đồng phù xã xây rụng này, hay xong chuyên nghiệp đồng làng xã về nhà thả đồng làng xã về nhà, nước nông rực đây này, miền bê bê lìa xâm rạp xu này cứ mùi mỏng cứ mà đang học sập để tì sau mới chơi sau mà con lộc đầu tiên ông chụp nôm chụp mày nhé sau chụp tiếp xuống lộc màu này chia đầm bông môn nâng đầm nang xã phía nhà thôi ca chào xu tập đoàn lộc màu này khi ông đầm nang chỉ xã phía nhà sau một lực nâng chùm riêng chùn lục mòm này ở bàn chỉ riêng phòng đài thả đôi ông chùm nôm chùm ra lục bà thiên ông chùm nôm chùm ra bàn chùm riêng lục cả bì lục ảnh chơi màu lai bẩm phư nơi sạm nà ca ni đài hai chùm bộ vị thiên mà phải bẩm bay này vị thiên tây khăn ông sẽ đầy bì xạ xây miền sệt mình lai nằm bay thua sạc cam và chăng nâng khuôn ai nô có bồn tài xã hạ phía nhá có xôm lực tức chất đo xạ xây để miền lục mỏm này vật miền là tin đi thả lục ai chay na vay vay cọc giang để lục bàn đắng bàn lứ nâng bàn khơi đòi to tụ bay chia sẻ khay cam luôn vì chụp vẽ quan nâng rụp lâu cả đời pro bởi dùng tam biệt ra mũi này chấp bắp đầy bị ca bằng cả ao vô to có nâng cách pro priếng bàn bàn chia giang bàn lô hai thả miền tây chuẩn bị prophet bàn nó để trâu chơi rơ dục một đàn tiệt tổ nút cứ mê đặc nom chôn khắp quốc nâng nẹt tổ tu khắp quốc bầm phật nay rộ bọp cam phu chi phu chi thập tài đại thất hai có thất nơi khăn ông dục tha tika nay ông chùm nung chùm rẻ nị đài và mà giang vinh tiệt ba phần nứt tơ lơ xạ xầy đại ban prập rết nia cầm long pel rộ bọp cam phu chi thập tài một quật một kích một tòa thay đi khơi thả vì miên rồi dẹp bê chiêng xàm sập chân nằm một hai đài đôi chân này bởi kích bia nhà dụ cao đài dụ thà tì ca bỏ ông chùm nông chùm đê thân nạng chiết chẳng phố bọt mơ ổ đi cứ vì khu à nhà dụ cao tạo hời đôi chân này mình ai dụ bộ đoàn tiền tố bàn tề hãy chia bàn to khi ông xô mạng ở nhà vì lục bà thiên ông chùm nông chùm đê đàm bay ao kháng sau tạ tu bằng hai
នៅរូបផែនទីសកម្មភាពទួលស្លាយដែលបានថតពីអាកាសដែលមានលេខ EON number លេខ 00-1315 ស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ D45/1 និង/8 ដែលខាងសួរទួបង្ហាញឯកសារតាមសំណុំពររបស់តំណាងសហប្រជាជាតិ លោកមុំណៃនេះគឺជារូបភាពដែលបានថតពីលើអាកាសនៅទីតាំងរួមរបស់សារមន្ទីរទួលស្លែងដែលមានក្នុងនោះអក្សរ A B C D និងអក្សរ E ដែលលោកចេះភាសាលោកអាចយល់ហើយថាមាន ក ខ គ ខ និង ង តើលោកអាចជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះបានទេថានេះ គឺជាទីតាំងសារមន្ទីរទួលស្លែងហើយទីកន្លែងណាដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើការសួរចម្លើយក្នុងរយៈកាលដែលលោកបានធ្វើជាបុគ្គលិករបស់មន្ទីរស-21នឹងលោកសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកខ្ញុំយល់ថានឹងជាមន្ទីរ គុកទួលស្លែងហើយហើយកន្លែងខ្ញុំសួរនៅខាងកើតគុកនេះទេនៅខាងកើតគុកជាប់នឹងណាអូទឹកស្អុយអរគុណលោកនៅក្នុងអាគារទាំង 5 របស់សារមន្ទីរទួលស្លែងនេះតើមានអាគារណាមួយដែលធ្លាប់លោកបានមកសួរចម្លើយនៅទីនេះដែរទេតែគ្រាន់ថាបានទៅជួបលោកមុំណៃចាំ រំលឹកឡើងវិញចាំដល់ឃើញភ្លើងក្រហមនៅក្បាលមីក្រូសូមចាប់ផ្ដើមនិយាយខ្ញុំកាលណានិយាយទៅអត់បានអត់មានការបកប្រែទេហើយព័ត៌មាននេះគឺសំបីតែជាតិក៏ស្ដាប់មិនបានដែរអញ្ចឹងអន្តរជាតិអត់មានអីបកប្រែទេហើយប្រទេសយរិកនៅក្នុងការកត់ត្រាក៏អត់បានអត់មានការកត់ត្រាដែរហើយរំលឹកដល់តំណាងសហប្រជាជាតិក៏ដូចគ្នាដែរមិញលោករំលឹកដល់ទៅមុំណៃថាឲ្យ និយាយក្បាលមីក្រូបើខ្លួនឯងអត់បើកទេសូមអញ្ជើញលោកសូមជម្រាបលោកខ្ញុំបានចូលទៅម្ដងទៅសួរណាកូនសិស្សខ្ញុំដែលចាប់មកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីមិត្តដូចទៅ ទៅសួរខ្ញុំឡើងអាណាខាងណាកខាងណាខដែរខ្ញុំគ្រាន់ដឹងថានៅខាងត្បូងនឹងខ្ញុំឡើងទៅមានកន្លែងមួយទំនេរគេនាំកូនសិស្ស តំណាងសហប្រជាជាតិសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីបង្ហាញរូបភាពមួយទៀតដែលមាន EON លេខ 00-1535-73 នៅខាងសោះទោះសូមបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូទស្សន៍នៅឯកសារដែលលោកប្រជាជាតិបានលើកឡើងមិញ លោកមុំណៃតើលោកអាចធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅតាមផែនទីគំនូសតាងនេះបានទេថានេះគឺជាគំនូសតាងដែលគូឡើងដោយជនជាប់ចោទឈ្មោះកាំងគីអៀវអក្សរ B នេះគឺជាសារមន្ទីរទួលស្លែងហើយលេខ 1 នេះគឺជាការិយាល័យធ្វើការនឹងផ្ទះនៅពេលឃុំខ្លួននឹងការសួរចម្លើយលេខ 2 មានផ្កាយហ្នឹងគឺជាការិយាល័យ
nâng tia nâng pê đem miên ca khung khuôn nâng ca su chom lai khăn hộp nâng nóng a tay tạ a kiện vô than cô bà chiết lịch bay nâng bay prim nâng ca gia lai nâng tia nâng pê đè ca khung khuôn nâng ca su chom lai bật bật khăn hộp e chả lực tì pi pram buôn pram pram mui nâng pram pi chia ca gia lai bằng to bằng tốp nâng pê đè ca khung khuôn nâng bằng tốp móc miên ca su chom lai bật bật nâng khăn hộp bi nợ nòng bí nước ban đây thà sẽ mình thi tu sai thành mù chơi mình đi trong miền Bắc hai tới អនុញ្ញាតពីលោកប្រធានឲ្យមានវិបាកបើកបើកមីក្រូបើកបើកមីក្រូចុចមិញដល់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលេខដែលសរសេរនៅក្នុងតារាងនេះវាតូចតូចហើយវាអត់សូវច្បាស់គាត់មិនអាចមើលឃើញលេខវាច្រើនមិនមែនមានតែមួយលេខទេ16 7លេខអញ្ចឹងមកសូមដាក់ពណ៌ឲ្យច្បាស់លេខ1លេខ2លេខ3ដល់លេខ7ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចង្អុលបង្ហាញវាមានភាពងាយស្រួលបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីសូមឲ្យលោកអេតឡាបញ្ជីយករូបភាពមួយដែលខ្ញុំមាននៅដៃខ្ញុំនេះយកទៅជូនលោកមុំណៃដើម្បីធ្វើការពិនិត្យផ្ទាល់តើលោកចាំបានទេថាកន្លែងណាដែលលោកប្រលេខ6គឺជាផ្ទះរបស់លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7ហើយខាងលើគឺផ្នែកខាងជើងហើយលោកអាចចង្អុលបង្ហាញទីកន្លែងណាដែលលោកធ្លាប់បានសួរចម្លើយអ្នកតោះនោះសូមជម្រាបលោកខ្ញុំមើលមិនសូវយល់ទេបើសិនជាមានអូទឹកស្អុយនោះខ្ញុំអាចបង្ហាញច្បាស់លាស់កំតានេះខ្ញុំមើលមិនឃើញមានដាក់ថាអូទឹកស្អុយនោះផងពីព្រោះផ្ទះខ្ញុំសួរចម្លើយនៅជាប់នឹងអូទឹកស្អុយនោះបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកបើលោកមិនទាន់នៅប្រព័ន្ធ6ផែនទីដែលមានកំនុះតាងដែលមានអូទឹកស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តសំណួរដល់លោកទៀតសូមលោកសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីបង្ហាញរូបភាពមួយទៀតដែលមានលេខ EON លេខ00 18 14 27នៅខាងសត្វទួដាក់រូបភាពលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍តាមសំណើរបស់តំណាងថាប្រញ្ញាជាតិ
bạn lúc hôm nay lúc bạn khơi rụp thọt như hai đứa nữ ta lúc chạm bàn thế lúc ai bằng hai anh chút ăn chùm nôm chùm rẹt bàn thế thà rụp nào mới chỉ rụp lúc xong chim rẽ lúc nhóm mưa mình khơi mình xây quá công tác nhóm cơn và hai tháng nơi bị cõi xây bó con nếp và hai cứ rút nhóm hay xây bó con nếp và hai chế bộ quân khi nhóm ai lúc ai rịp rộp bằng to bàn tế thà nẹ bằng to nơi khang mưa bị bốc chóm khang sát nam đài lúc xây nâng chìa nà bọc khang cao chì chmô ấy bạn to mà tốt hô hai mà là hốt đó trong hành sát đám Ní cứ thả xây ní khám lịch mùa hời hời bọc ní bà hà chế chmùa môn hay bà tốt mà tiết xây ní cứ phá dê mình đôi bà hà chế nè tam trăm trăm bà hà chmùa rồng hai ni cứ mình đôi ai say ni khom cắm bàn thế hai pro ni có khom mình cắm mình bàn lại trong chìm rệp lục chìm rệp ở quân lục ta rụp thọt ni lục thọt là tina đại lục xâm chim rếp lúc chấm cái lắm bán đấy bia chăm mình bán mình đang nơi cái lại nhà ở quân lúc xong cái anh nhạt bị ăn chấm nôm chấm rẹt bay bằng hai người rụp hiệp mùi tiết cứ lê xôn 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 trăm pí hà buồn nhà tạm cả sống này lục bàn khơi rụm này thế lục scroll thế nè đại thọ rụm tiếng ọc này ní thà ta nè ná chập bị chuyện đại tới xong cả nhà bị lục bạch thiên ông chủ nhà đồng bài làm chỉ vô rụp hiệp mùi này chun quạt bạn đồng bài bạn chứ xong chim rẹp lúc chấm mưa rụp tầng nít chấm mình ai chấm bàn đi mình đang nát nát trên nát nát đi chiếc áo quần lúc khi mình to sầm nu từ tiết sầm nu bàn toạ nếu pel đài lục căng cái yêu nia sầm mai ca nu chi bạch thiên mình đi sao mà phai mùi ta lục miền ả rộng phải khai quạt đài tiếc bên lúc chim rếp và xa lúc cầu bì đánh quạt rạp chom đặc măng trời đặc chom mới quạt rê ca tờ lứ hồi bà chọc chom lên ôi xua chom đau nhóm chom phải đài phải đá phải màn tên phải gót bà chanh cà mà nó không khai đá gót bà ở bài con rồi ôi kì chạp nhóm là hốt mà đó là thay dương nè trừ
con tôm vuông châu nấy bán trong chốc hay đời bạn ở quân lốp sầm nú bàn tôm bẹ pon nâng chầm lai xa là phìp rộp bò à tây tạ sạch sài cha muối chung phân tuần xong cả anh nhát pi lộp và thiên ông chung chết đâm bay bằng hai ai cái xa lệch xôn 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 đập trầm bấy bẹt trầm bấy xam sập trầm buồn ông chung đây anh nhát lục mầm này thành ta sầm nề nơi lơ chầm lại sa rập hiệp bảo tại ta sta cha ní cứ chi sầm nề rồi bảo lục thế men thế à sau này cứ ra tam khom mul cứ phá phá khom so khom có vấn đề khom về cấm bản bản tao khom bản su lục phần tân rư ọt anh nưng khom phlech hai cấm ta so ni cứ về phá phá nưng so khom na bơ sân chi so ni phá phá chi របស់ lục ta lục chạm ai đồng lực đang vị bàn thế thà lốp bết chị bàn xua chầm lại nhẹ tô rụm nè nhóm mình ai nức khơi thì có phần ta so nâng về so cho mai ở côn lốp xong nụ bàn tóp xong ông chúng mình chưa đẹp bằng ở khang sốt thật tốt bằng hai lấy y ở anh lịch xôn xôn mà phải pí học pram ha pram ឯកសារទូបង្ហាញនៅឯកសារលើអេក្រង់ទូទាស់តាមសនំពររបស់តំណាងសហភាពញាជាតិលោកជាគំប្រទានសូមលោកជួយឲ្យលោកសហភាពញាលោកអាន EAN number ឡើងវិញតិចទៀតព្រោះអ្នកបកប្រែបកមិនទាន់លេខ EAN the EAN number លេខ226555ជាស្រ័យដោយមានការផុនច្រឡំ ERN number បាទសូមការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីជូនឯកសារមួយនេះដល់ទៅជន់លោកសាក់សីThank you.
ta lúc ai xong qua ban tí nơi xong nê trong khao rồi bỏ lúc để lúc ban sna tha xong đọc lên nơi tụ bộ trong khao hay ai cái xa ní lúc chào con xong mắt ban bằng hai phim xong mình nơi tụ bộ đám còn bằng tay thay nít chung bằng hai tụ bộ trong có bằng tay nơi không ion khang sạp đấy nhớ vì ở trên nhà tầm bò trong cầu rồi bò một chiêu xuân hề nắng ta lục chạm bàn đấy lục xong chim rep lục ai cả xa nơi nắng lại chăm nít cứ tha vừa chia sọc nhom hơi bàn cha tha sống đỏ lên mền ta không luôn rụp chụp chụp chào nâng trao bàn đọc lên tam ca sna xong rồi bỏ lột tí bà nhà hà lịch chấm ọt đăng tí kèm cổ nằm miền phía ra cách thật xế ra xong đọc lên được bằng nâng ở cùng lúc xâm nụ bằng tốp tiết tờ lữ y o n lịch xôn 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 pi pram muối xôn pát sập pi tờ lữ nhẹ tốt chmô văn pi nì nâng nông tùm po lịch xôn 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 mà phay pram muối đọc pram pi ta lúc ai mơ khơi như thế nơi khăn ông ếc răng tù tuộc ní tha sầm nê từ lơ cầm nát hạt chầm lai xa phiếm ní cứ chìa rồi bỏ lốt sầm chìm rếp lốt ở xó nâng cứ xót nhau mời ở quân lốt xâm nụ bằng tốp từ lời chú mô kênh liên hào xong để mình nơi trong tầm bò lịch xôn 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 bạm bấy mùi bạm bấy buôn pì anh chị nhìn được rằng phải rút độ trăm độ mong oui. Monsieur le Président, je veux bien que l'on montre des documents en Khmer aux témoins. Je suis désolé de ne pas parler le Khmer. Je voudrais qu'on nous explique en quoi il consiste au minimum. Le dernier document qui vient d'être présenté, on ne nous a donné aucune traduction. On ne sait pas de quoi il s'agit si on n'est pas Khmer. Je suis désolé. Je souhaiterais au minimum que l'on nous dise de quoi il s'agit. Le ban exact, bon prêt là de chine hoi, qui ont donné ta vie, le lac en pire avait noté de chine qui ont yang hoi nak, ou chang a chum dip qui ont d'être à ta, et que ça n'est ni yé en pire avait d'aille.
Sung Nam Nang Sapinyak, Amin Kajab Ram, the Panya Pijam Nod, the Mui, Roll Kamahan, I guess I'd be a missum, taught him long, Machun, the Oi Satsay, the may be net stall, Chi Chiang got be net mull, the Knong a crown to the two, the Sak got Bajam Nahai, got Aj Mull Crown, Chiba Chiang, when you had the Pitum, Huka Banghan, the Klumsa, Kulbum Nong, the Kasu. ជនដល់អសាស័យរូបនេះអំពីខ្លឹមសារនៃលិខិតដែលនាំឲ្យមានការសួរដេញដោលនោះខ្លឹមសាររូបភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការភាគីទាំងអស់បានស្ដាប់បាននៅបញ្ហានោះហើយក៏ត្រាចូលនៅក្នុងប្រទេសចរិតបានត្រឹមត្រូវផងអរគុណលោកប្រធានហើយឯកសារទាំងអស់នេះគុនគឺតំណាងសហប្រជាជាតិគឺចង់បង្ហាញថា លោកម៉មណៃនៅសម័យកាលនោះគាត់បានសួរចម្លើយនៅអ្នកទោសដល់ច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់នឹកឃើញនៅអត្តសញ្ញាណអសររបស់គាត់ដែលគាត់បានសួរចម្លើយទៅលើជនជាប់ចោតនេះពេលនោះទេមិនមានអ្វីជាសំខាន់លើសពីការដែលសហប្រជាជាតិនឹងចង់បានទេគាត់ចង់បានឲ្យគាត់សម្គាល់ថាគាត់ពិតជាបានសួរចម្លើយទៅលើអ្នកទោសទាំងអស់នោះប៉ុណ្ណោះ នោះគឺការយល់របស់លោកទេប៉ុន្តែភាគីដទៃទៀតអត់យល់ទេចឹងហើយបានជាឲ្យបញ្ជាក់នៅខ្លឹមសារនៅលក្ខណៈនៃប្រភេទលិខិតឬក៏ខ្លឹមសារលិខិតដែលបង្ហាញនោះដើម្បីឲ្យប្រតិចរិតនឹងការយល់ទូទៅទាំងអស់គ្នានៅអ្នកចូលរួមទេវិធីនេះលោកនិយាយមិញគឺយល់ម្នាក់ឯងអ្នកផ្សេងទៀតអត់បានយល់ទេ អរគុណលោក អ្វីដែលតំណាងសហប្រញ្ញាបានបង្ហាញជូននឹងលើកពេលនេះគឺជាចំណាមានចំណារបស់លោកម៉មណៃហៅច័ន្ទនៅក្នុងលើចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសទាំងនោះហើយពេលខ្លះគាត់បានសរសេរចម្លើយសារភាពនោះយ៉ាងស្រង់របស់អ្នកទោសក្នុងផងដែរឧទាហរណ៍ដែលគាត់បានសរសេរដែលគាត់ថាប្រហែលជាចំណាមបានថាសរបស់គាត់ទៅលើអតីតសាស្ត្រាចារ្យមួយឈ្មោះភឹងតុនគាត់និយាយលើក និយាយចំណុចមួយដែលសហប្រញ្ញាចង់ជម្រាបជូនប៉ុណ្ណោះសំណួរបន្ទាប់ដែលសហប្រញ្ញាចង់សួរបន្តទៀតទៅលើការសួរចម្លើយជនអ្នកទោសរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបក្នុងនោះមាននិយាយជនបរទេសនោះមិននិយាយយោងទៅលើជនជាតិវៀតណាមទេចម្លើយសារភាពរបស់លោក តំណាងសហប្រញ្ញាចង់សួរថាតើលោកពិតជាបានសួរចម្លើយទៅលើជនបរទេសឈ្មោះវីលីយ៉ាមក្លាកនឹងមែនទេតើលោកអាចមើលឃើញទេសុំដោនខ្ញុំ សុំ មិននិយាយ អរគុណ លោក ម៉មណៃ ដោយ ពេល វេលា ខ្ញុំ អស់ ហើយ ខ្ញុំ សូម ជូន នីតិ បន្ទាប់ ទៅ សហការី របស់ ខ្ញុំ ដើម្បី
ឆ្លើយបន្តបាទសាកសួរបន្តបាទសុំទោសសុំអញ្ជើញតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិGood morning, Mr. President, Your Honours, Council, and Mr. Mamnai, I would like to now talk to you not about the types of people that you interrogated, but more about the numbers of people that you interrogated. Yesterday, you said in court you interrogated between, so it was hard to think, but you thought between 10 and 20Vietnamese combatants. In your interview with the co-investigative judges last year, on D22-16-0016-2917, you said you interviewed, you felt less than 50 Vietnamese combatants. So on the one hand, yesterday we have you saying 10,And then last year, less than 50. Bearing in mind you have been spoken to by the chamber and reminded of your obligation to tell the truth in this case, I would like to ask you some questions that allows you to reevaluate more, to think back about the numbers of people you in fact did interrogate.At S21, in a way, I would like that you start afresh on this matter. Is it fair to say that in relation to the Vietnamese, and at the moment I'm talking about the Vietnamese combatants, that you were the sole interrogator at S21 of the Vietnamese because of your language skills?សូមជំរាបសួរលោកតាមខ្ញុំចាំសិលមិញដោយខ្ញុំនិយាយថាប្រហែល20ទៅ30នាក់អានេះខ្ញុំនិយាយសិលមិញនេះតាមខ្ញុំចាំមិនមែន10ដូចលោកលើកឡើងនោះទេនេះម្យ៉ាងទៀតកាលអ្នកអង្កេតការទៅអ្នកអង្កេតណែទៅស៊ើបសួរខ្ញុំថាក្រោម50ដូច្នេះ20និង30វាត្រូវនៅក្រោមណា50ហើយវាអត់មាននៅលើទេវានៅក្រោម50នេះសូមលោកណាជ្រាបThank youMy last question was, do you agree that you were the sole interrogator, the only interrogator of Vietnamese at S21? Chumreb lok nau so 21 khnyomជាអ្នកសួរចម្លើយយួនមែនដោយមានឈ្មោះច័ន្ទមកពីហាណូយជាអ្នកជួយបកប្រែAnd សំណួរ You were also assisted by a Chia Seng Is that correct? ក៏បានជួយលោកដែរក្នុងការងារនងតាត្រឹមត្រូវដែរឬទេសូមលោកបញ្ជាក់ឈ្មោះម្ដងទៀតខ្ញុំស្រាប់មិនទាន់ The name is Chia Seng C-H-E-A Chia Seng Last name S-E-N-G Chia Seng គឺ Chia Sengខ្ញុំដូចជាម្ល៉េះឬថាជាផ្សេងផងខ្ញុំបើម្នាក់ឈ្មោះម៉េងនោះធ្លាប់ចូលរួមសួរម្ដងហើយបើពូហោ
ម្ដងមកកាលគាត់ជាអនុប្រធានគាត់ចូលទៅសួរពីបីម៉ាត់ទៅគាត់ចេញបាត់ទៅ Thank you. សំណួរសូមអរគុណ. This was mentioned by the accused in his testimony that there were three interrogations in relation to the Vietnamese. Brother Man Nai, he managed overall. Pa Tha Chan, the interrogator from the interpreter from Hanoi, who was detained at S21, and Chao Seng, C-H-A-O, who was close to Brother Mam Nai, and he would just obey you. And that's at 10th of June, page 9 of the transcript. Does that refresh your memory? Juste mon confrère, pouvez-vous nous donner la référence? Vous dites transcript du mois de juin à la page 9, c'est un peu vague. Est-ce que vous pourriez nous donner la référence? Du transcript. The reference is the 10th of June, and it's page 9. Does that refresh your memory, Mr. Mam Nai, that Chao Seng assisted you in the interrogations? សូមជម្រាបលោកប្រែអញ្ញាខ្ញុំមិនចាំទេកុំតែចៅសេងបើថាចៅសេងមានគ្រូខ្ញុំគ្រូខ្ញុំដល់ណាគេចាប់ទៅហើយមិនដូចឲ្យខ្ញុំទៅសួរគាត់ប៉ុណ្ណឹង ជួយលោកមេធាវីជំនួយសាក់សី Mình trong sạp tam là giá cả bỏ price mình đang chờ làm rồi mua nhà máy vừa lưu mua mà đón thà chia xe hay rồi mới bán tập xua thà chào xe hay xong khang giá bia nhá mình ta mình chia từ xã sẽ bán cho bà phong thà chia xe rồi mua cả chào xe và xong mọi con Thank you, Your Honor. The name is Chao Seng, C-H-A-O, last name S-E-N-G. Perhaps, Mr. Mam Nai, if we move on for a moment, you stated that you were the only interrogator of Vietnamese. In relation to the evidence that the trial chamber has heard before them, they have heard that there were 122 detainees on the S21 records that were Vietnamese combatants, and that's at E68.28, the revised prisoner list chart in relation to the Vietnamese. Mr. Mam Nai, there were 122 known combatants at S21. Didn't you interrogate them all? តែប្រហែលក្រោមហាសិបអ្នកប៉ុណ្ណឹងទេឯមួយចំនួនជាពួកមកពួកពលរអានឹងខ្ញុំសួរចម្លើយគឺពួកណែចរាយហើយនឹងរ៉ាដែរដល់សួរទៅក្រោយមកមិនដូចបានទទួលសេចក្តីមកពីលើប្រាប់ថាពួកនេះជាអ្នកមកសុំជំនួយពីយើងទៅវាយយួនទេ ហើយឲ្យដោះលែងទៅនឹងពួកនឹងមានច្រើនដែរកុំតែខ្ញុំដឹងប្រមាណនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកតាមត្រង់ប៉ុណ្ណឹង
Thank you. You gave some evidence yesterday about interrogating one or two Vietnamese spies. I'd like to put the accused statement to you, and this is at the 10th of June, page 10. And he was asked, and when those spies entered S21, did you arrange for their interrogation? This is a question to the accused. And he responded, I would like to confirm that when the spies entered S21, I ordered them to be interrogated by Brother Mam Nai. No other interrogator was allowed to interrogate them because he was trained to be able to speak the Vietnamese language and then be able to interrogate those Vietnamese people. Mr. Mam Nai, do you have any comment about that, about the accuracy of that statement of the accused? Well, Honourable Thank you. And the trial chamber has heard evidence before this court that 144 detainees, and that's E68.29, were spies, recorded as spies in the S21 documentation. Did you interrogate around that number of spies, around 144 spies, whilst at S21? Thank you, Mr. Mann. I won't go further with this topic about your interrogation of Vietnamese, and I'd like to move to another topic, and that relates to your knowledge of the organisation of interrogators at S21. And perhaps, if I can put your statement you made yesterday towards Judge Tominey, and you were asked what were the exclusive duties of the different S21 units. You responded, you had no knowledge, but you knew of the defence section, interrogation section, and Ricefield section. You further stated, regarding the interrogation section, the duty was to interrogate, but you didn't know the details of the organisation. I would like to show you a document on the screen, and we have a hard copy which we can present to you. It's D64, Khmer ERN 0007-9150-007-9155, and in the English, 0017-8176, and unfortunately I don't believe this is in the French language at this stage. This document is dated the 1st of January 1977, and if I could ask, Your Honor, if the court usher could hand Mr. Mam Nai a copy, hard copy of the document. Zach, have you got that? Your Honours, this document is entitled A New Work Plan for Interrogation Branches for a Period of 3 Months. It's an S21 document.
Mr. Mam Nai, that's your handwriting, isn't it? And perhaps if I just summarize the document, it basically is a plan on how often interrogators should meet, the division of the interrogation workload, and the division of responsibilities. If you look at the document, about two or three paragraphs down in the English, it states you were assigned to grasp hold of New and the remaining prisoners. Meng has a duty to grasp hold of daily documents and report in and out. Do you see that? We have it on the screen as well, if that will help you. ឯកសារនេះតែខ្ញុំនឹកមិនឃើញពេលនោះទេឃើញចាស់ថាឲ្យក្តាប់មនុស្សថ្មីម្នាក់មនុស្សចូលថ្មីហើយនៅសល់ឲ្យដាក់ឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំឃើញក៏មិនតែខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេកាលនៅពេលនេះ And if I can just briefly summarize the document, this document divides the interrogators into 11 groups and groups them into three larger groups, with Chairman Snowon responsible for 5, 6 and 8. This is at the bottom of the document. A man who was responsible for 7, 9, 10 and 11. And Pon, who was responsible for 1, 2, and 3. And also the document explains how often people should meet. It states that squads had to meet every 3 days, open work experience once a month, party meeting every 2 weeks, livelihood meetings once a month, first 2 weeks spent on studying and making biographies of all interrogators, and once a month training for technical and scientific work. Would you agree with me that, bearing in mind you wrote this document, at the time that you wrote the document at S21, you completely knew the organization of the interrogation section, and in fact you were one of the main coordinators of the interrogation section, not a person that was isolated in a house interrogating 10 to 20 Vietnamese combatants over a 3-year period. Would you agree with me you were the coordinator with Pon of the interrogation unit? Even though
You wrote the document explaining how the unit was organized in groups and how often we'd meet. You still do not agree with me. Is that right? Yes, that's right. Thank you. And you agree with me that the title of the document is A New Work Plan for Interrogation Branches for a period of 3 months. Do you agree that that is the title of the document? ស្ដីអំពីចំណងជើងឯកសារនេះដែរឬទេខ្ញុំយល់ថាការសរសេរឯកសារនេះគឺថាជាអក្សរខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ Thank you. Mr. Mamnai, yesterday, before you left the court, you were given a red binder, and it was a copy of a notebook or notebooks. It contained 396 pages, and the first page was entitled Learning in Office Document, 17th of December 1977, and for the record, its introductory submission, Annex C, number 14.3, Khmer 0024 2267 8 05 6 18 0024 22 63 លោកធានឲ្យកត់ហើយលេខឡើងវិញខ្ញុំបកប្រែតាមម្ដងហើយនៅក្នុងសូមបង្ហាញនិយាយពីលេខ EON ឡើងវិញដើម្បីមានការបកប្រែតាន់ឲ្យប្រទេសចរិតអាចកត់ត្រាបានហើយសូមនិយាយយឺតជាងនេះបន្តិចបាន Yes, Your Honor. This binder, is this a copy of your notes that you made between 1975 and 1979 at S21? Thank you. I apologize, Your Honor. The Khmer ERN number is 0007 7 6 6 1 to 0007 8 0 5 6 with the English translation partial 0018 4 5 7 9 to 0018 4 6 1 8 another English ERN 0024 2259 to 0024 2263 Mr. Mamnai, do you agree that's a copy of your notebooks from that period at S21? ដែលលោកបានរៀបចំនៅក្នុងដំណាក់កាលសរភ័យមួយពេលនោះ
Khyom man man chi nak riep rieng te, khyom kran da chi nak sa se tam bot o te sa niem robot mit duj ta pa no. And in that document, we've reviewed about 45 different dates over that period. And is it fair to say that when there's a new date, that's a new lecture or a new meeting for you to record the notes of those discussions? Do the new dates reflect new meetings or new lectures? Mr. President, I just have 5 more minutes. In that document, there are numerous references relating to the use of torture at S21. Yesterday, in court, you were asked by Judge Timoney if Doi instructed you on the method of interrogation or torture. You answered, when I interrogated either Cambodian or Vietnamese, I was not instructed on methods of torture or interrogation. As to whether the others were taught by Doik, you replied, I was only mindful of my duties. They were mindful of their own. It was beyond my knowledge. Mr. Mamnai, you've stated that you did not know of torture at S21, and yet this document, which references I'll give the trial chamber later, is full of references in relation to torture at S21. So in fact, you were aware of the practice of torture at S21 because you and others were instructed to carry it out. Do you agree with that? Khyom som chamreap lok pre anya. Kho ti muay chumpuok khluon khyom ptol kue tha kot man dal nai nom khyom pi rueng thoe teronakam te. Ko pantae neu khnong kho ti pi neu khnong chamna sapheu da kot nong kue chea ka pachum do pi saot khyom kot tam kot autisanim hai nung ka peak pon robos neak sua chamlai da te tiet. Tại trong cái thư tiêu rôn cam giang mấy anh ứng chống ớt đăng đại. Mr. Mamnai, xã vị nhà lục mòm này. Is it the case that ta you're minimizing your role at S21 in light of all the evidence that you've heard and your knowledge of events at S21 and the activities of people at S21 because you want to isolate or remove yourself from the horrible criminality that occurred there? Have you tried to do that? Have you tried to block your mind and isolate yourself from the crime at S21? Thank you, Ron. I have no further questions. Some joint look, maybe on the roof.
Monsieur le Président, juste une observation de la défense à ce stade. Monsieur Mamnai est un témoin qui a été appelé par le procureur sur la liste du procureur. អញ្ចឹងបន្តនេះសូមគុលវិទ្យការទៅមេធាវីអ្នកតំណាងដើមដឹងរដ្ឋរបស់នេះហើយសូមជម្រាបថាមេធាវីតំណាងដើមដឹងរបស់នេះមួយក្រុមមានពេលវេលាក្នុងការសួរទៅដេញដោលចំពោះសាក់សៃរូបនេះមិនមួយក្រុម 20 នាទីសូមអញ្ជើញ Good morning, Mr. President, Your Honor. Thank you. I only want to inform the chamber that the civil parties, the civil party lawyers, the following agreement, group 4 will start, and then the other groups, group 3, group 2, and group 1, will follow and share the remaining time. So I give now the floor to group 4 to start. Thank you. ជើញមើលទៅវិក្រុមតំណាងឲ្យដើមដំណាក់ក្រុមបួនសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះលោកស្រីលោកចៅក្រមនិងអង្គសាវនាការទីគ្រប់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកប្រធានថាដោយសារក្រុមទី4ក៏មានពេលវេលា 20 នាទីផងដែរនោះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបូករួមបញ្ចូលពីក្រុមគឺក្រុមពីរនិងក្រុមបួនបញ្ចូលគ្នាមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំបាទសួរមានពេលតិចខ្ញុំបូកចូលក្រុមពីរវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកមមណៃបើសិនជាលោកស្ដាប់សំណួរខ្ញុំមិនច្បាស់សូមលោកមានប្រសាសន៍មកវិញថាមិនច្បាស់សួរម្ដងទៀតជឿសំណួរខ្ញុំសួរលោកតើតោងជាមួយនឹងសិភៅកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃដែលលោកមានប្រសាសន៍ឆ្លើយជាមួយលោកសហប្រជាញាអម្បាញ់មិញ អម្បាញ់មិញលោកបានជម្រាបអង្គសវនាការថាសិភៅកំណត់ត្រាមាន 396 ទំព័រនេះលោកមិនមែនជាអ្នកតតែងឬក៏មានកំណត់ពីលោកទេគឺលោកធ្វើលោកកត់ទៅតាមការអតិសនីមរបស់មិត្តដូចគឺលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺអញ្ចឹងមែនទេ Xong chim rớt bà xa lô cưng chăng. Bà xong bà cún. Xong lô tí bì. Ông bánh mênh lô bàn chim rịp ông sạp nà ca lục bà thiên. Thà lô bàn chôl tục nông mừng tí xo mà phây mùi. Đại lục sạp rịa nha quạt chim rịp thà sập ngay hào thà mừng tí cục tùl xoay nó. បានមិនខ្ញុំបានលឺថាលោកចូលតែម្ដងទេដោយមើលទៅលើរូបផែនទីបង្ហាញហើយលោកថាទៅជួបកូនសិស្សរបស់លោកអញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងមែនបាទសូមអរគុណសំណួរបន្តកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាដោយសារពេលវេលាវាវែងមានន័យថា ចូលសាមសិបឆ្នាំមកហើយលោកថាពេលខ្លះលោកចាំពេលខ្លះលោកមិនចាំដូច្នេះសំណួរខ្ញុំសួរថាក្រៅពីកូនសិស្សរបស់លោកម្នាក់នេះចុះគ្រូរបស់លោកដែលលោកមានប្រសាសន៍អម្បាញ់មិញនិយាយពីឈ្មោះចៅសេងនោះតើត្រូវបានឃុំនៅក្នុងមន្ទីរម 21គឺថាលោកគ្រូខ្ញុំឃុំនៅស21ម៉ែនក៏ប៉ុន្តែគេឃុំនៅខាងផ្ទះខាងត្បូងនៅសាលាភញាយ៉ាតនឹងបាទសូមអរគុណបន្តទៅទៀតក្នុងនាមលោកជាបុគ្គលិករបស់មន្ទីរស21ផងដែរ
hơi chị hô hai mốc lúc đôi tay anh ta hào lúc thả bong mòm này chỉ nịch để chân này sẽ đạp tôi hạ đôi chị lúc nâng miền cầm rất khu chinh quản nếu còn thì ca sẽ đạp khiếm xua lúc thả ta rõ ca nghe đài lúc cắt tra chôl tộc nông sẽ phâu cầm nót tra rồi bỏ lúc nú miền tài lúc đôi muối rứ miền nẹ đỏ tây tiệt đá rứ tê đã ở lục cát ra tục. Tam trong mơ ai cả xa vì nghệ mạnh khơi tha nơi đam đầm bốn cứ miền ca ở tây sơn niêm robot nè nát chẹp thiên đó cầu mó ban miền mật đôi chia nã ở tây sơn niêm to từ tiệt xung lục bình dương nó không ông sạ văn ca ban chấp ba chia sầm rai bản tây mất thật táp bị thả ở tây sơn niêm nước miền này thật bằng quá bứ giang mạch bản sầm chìm rệp lục ở tây sơn niêm ban sĩ cây thả Nijay Prab, Nijay Punjul, Nijay Rung Rien Sout, Yo Aikasa Rien Sout, Mo An, I strapped Turker, and then how it is in him. Sumakun, the Chene Minita, Ka Kotra Niku Lok, Kot Tam, Pia Nijay Robo, Me. Dial thlaing nou knong prachum rư ka rien sout ta mon chang men te we pat chen chang men ba som akun sanu ban to to tiet kraoy pel chmuoh nat che prathean mantri so 21 chak chen tau một thông ai cái xá cứ miền mùa lúc nào nóng chia bục lực rồi bỏ một tí xóa mà phải mùi đỏ đáy ta lục thlọp bàn tờ chô luôn bởi chùm rư thlọp tờ chúp cho mùi lục xân xên chia mê rồi bỏ lục đôi đáy là tê xong chùm riêng xa lục mê thê vi miền bên môi nữa và chung chi và phía bạc hỡi đôi chiếc trong bàn chùm riêng môn nó còn đáng cứ và chung chi và phía bạc cứ nơi kháng cao một tí so mà phây mùi nơi kháng vốn ra tẹp lưng một tay mình đang lại nằm mùi tì nơi bên nóng chăm tha nè bọn sân xến có bàn cho ruộng thơ chi và thiên ông và chung chúng chim phía bê xong chim rep lúc ở chim ba. Sư mô kuân. Him su lúc chim chung krai. Lassa ai kia sani. Tè tung chim mùi ai kia sani. Nga mìn kia 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 ta lục xuân xên đài dục tàu trút bị nứt mơ lưu tê. Chúng rẻ bà xa lô cứ gót mần đài tiêm tía rứ bạc bò sư phư nà nhóm riêng sốt nít tê. Bà xong xuân mùi tiết ta lục căng gạch yêu hào đôi rư mật áo xong tàu nâng mật nạt thế còn mật hồ đại chia manu nó không sao mà phải mũi đại yộc sẽ phao lục này tàu trút pin đất được bằng quạ bằng chia được tê chim rẽ bá sa lục nã thằng bay ní có mình đại do sự phơi nâng tàu trút tàu pin đất ấy đã sau đó con lục thiên xong bàn to bề với liêng ba tàu cầm tì pì kháng sự
កិច្ចបន្តទៀតបាទខ្ញុំបាទអស់សំណួរត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញBonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour Monsieur Moumnaï. Je voudrais vous poser les questions suivantes. Tout d'abord, lorsque vous étiez à M13, est-ce que vous pensez que les conditions de vie des prisonniers dans les fosses étaient comparables à vos conditions de détention pendant deux ans sous l'ancien régime ? ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគេឃុំខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងសង្គមចាស់ដែរឬទេសូមជម្រាបលោកមេធាវីកលតិសៈវាខុសគ្នាដូច្នេះការឃុំអ្នកទោសក៏វាខុសគ្នាដែរកលតិសៈសម័យគេចាប់ខ្ញុំគឺជាកលតិសៈសន្តិភាពគ្មានចម្បាំងរាំងជួលគ្មានការទម្លាក់ក្របបែកពីអាមេរិកកាំងទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលឃុំអ្នកជាប់ចោតនៅក្នុងសម័យបដិវត្តគឺអាមេរិកកាំងវាទម្លាក់ក្របបែកពីពេញវាលកាលភូមិកររបស់ប្រជាជនដូច្នេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវតែធ្វើជីកដណ្ដៅហើយតែនៅមិនថាតែអ្នកទោសទេសូម្បីតែអ្នកដែលជាបុគ្គលិកមន្ទីរក៏នៅក្នុងណែដៅដូចគ្នាដែរLorsque vous avez été détenu dans l'ancien régime, est-ce que vous avez pensé que vous seriez exécuté ou est-ce que vous avez pensé que vous seriez libéré un jour? Dans le cas où que nous sommes là, nous avons dit 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 que nous sommes là. Nous avons dit que nous sommes là, nous avons dit que nous sommes là, nous avons dit que nous sommes là,គេចាប់ហើយគេធ្វើអីខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំគិតអញ្ចឹងហើយព្រោះសម័យនោះក៏មានដូចជាពួកខ្មែរស្រីគេយកទៅបាញ់ចោលដែរដូច្នេះខ្ញុំអត់មានគិតថាពីរឿងរស់ឬពីរឿងស្លាប់ទេស្រាញ់គេធ្វើអីគេធ្វើទៅEst-ce que vous pensez que le prisonnier à M13 a envisagé qu'il pourrait un jour être libéré vivant? Tant qu'on a eu mort d'abeille, trop chat tout ta, aïe n'en mien pêl n'a mouy qui d'a l'aign d'oï mien s'ray pieb rouh rien de? Kaal, khyom n'eu mort d'abeille, kaal de bon l'aï khyom pléter khyom n'ang.ថាមន្ទីរអីមន្ទីរសន្តិសុខតែដល់ឥឡូវនេះគឺថាលើកឡើងថាម៉ោ13ខ្ញុំនឹកឃើញមកវិញគឺថាខ្ញុំកាលខ្ញុំរស់នៅនោះខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញថាមាន2អ្នកដែលត្រូវដោះលែងអានឹងឃើញផ្នែកខ្ញុំហើយក្រៅពីនោះទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេMonsieur Moumnaï, ces prisonniers à M13, c'était des ennemis, vous avez nous dit, puisque nous étions, vous dites, en guerre. C'était qui? Des Américains, des Vietnamiens, ou peut-être d'autres personnes? Chez Américains, pour que chez Vietnam, ou pour que chez Nana? Nous, mort d'abbaye, je me répète à l'autre, que ça, combien de gens qui ont été mortes, combien de Khmer?Par la suite, M. Moumnaï, vous nous avez dit que votre femme vous avait rejoint avec les enfants après l'accouchement de l'enfant et qu'elle s'était occupée des cuisines à S21. Vous avez également expliqué que vous aviez une demeure, une habitation, qui n'était pas votre bureau.
Est-ce que vous habitiez dans cette maison avec votre femme et vos enfants? ជំរាបប្រសាទលោកស្រីមកនៅភ្នំពេញនៅសមភ័យមួយក្រោយពីខ្ញុំសំមិត្តដូចយកប្រពន្ធខ្ញុំមកពីអកិសនីដែលបែតលោកសងគឺនៅផ្ទះមួយយើងរស់នៅជាមួយគ្នានៅពេលយប់ដែលយើង Monsieur Mouvenaï, le soir avec votre femme. Qui travaillait donc en faisant la cuisine à S21. Vous n'avez jamais échangé quelques paroles sur ce qui était malgré tout votre lieu de travail à tous les deux, c'est-à-dire S21, et vous pouviez connaître de votre travail respectif? នៅសមភ័យមួយគ្រួសារខ្ញុំគេដឹងតែការងារគេហើយខ្ញុំដឹងតែការងារខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលនិយាយពីការងារខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏គេមិននិយាយអីអំពីការងារគេប្រាប់ខ្ញុំដែរ Monsieur Mouvenaï, vous avez dit que vous aviez appris à ne rien entendre, à ne rien voir, pour ne rien savoir. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas savoir? របស់ប៉ាក់គឺថាការងារគេដឹងការងារយើងដឹងហើយខ្ញុំនិយាយថាធ្វើកោធ្វើត្រង់អានឹងតាមពាក្យបរមបរាណខ្មែរយើង Vous nous avez également dit que vous aviez peur de poser des questions à Douche. Mais de quoi avez-vous peur? ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកស្រីខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចនឹងការសួរសំណួរទៅមិត្តដូចទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្មាំងឆ្លើយថាមានរូបខ្ញុំទៅតាក់ទៅលេងផ្ទះពូវាហើយមិត្តដូចប្រាប់ថាខ្មាំងឆ្លើយដាក់ហើយគាត់ក៏ដកភារកិច្ចខ្ញុំឲ្យឈប់សួរចម្លើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាគាត់លែងទុកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចគាត់ណារកលេសចាប់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹង Mais Monsieur Mouminaï, pourquoi avez-vous peur d'être arrêté puisque vous étiez un communiste converti, profond, honnête, vous travaillez avec la meilleure volonté du monde? Pourquoi est-ce qu'on aurait pu se défier de vous et pourquoi est-ce qu'on aurait pu vous emprisonner si peut-être vous avez constaté vous-même que dans les prisonniers que vous interrogez, certains étaient peut-être dans une situation un peu semblable à la vôtre. Leur détention n'était peut-être pas vraiment justifiée. Khmer
got perhaps some that clang tried that hay, cheer beside. Nels my note, can I mean cage like that, good hat, but throw the men room high. A young man come men carp with the rum. Et Monsieur Mounaï, qu'est-ce qui lui arrivait à la personne qui était mise en cause? Elle était interrogée, elle était détenue. Qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi vous aviez si peur? Monsieur Mounaï, qu'est-ce qui តែកាលាមានគេឆ្លើយដាក់គឺយើងត្រូវតែភ័យខ្លាចបើយើងក្រោយពីគេឆ្លើយដាក់ហើយយើងធ្វើអីខុសអានឹងប្រកាសជាមានរឿងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយ Et lorsqu'une personne était arrêtée, M. Mounaï, qu'est-ce qui lui arrivait? Est-ce que vous n'avez pas eu l'idée de ce qui avait pu arriver à votre ancien professeur que vous aviez rencontré? Tâ lôk mân miên kâm nâch vây tâ lâ sọ dà thà kru rô bọ lôk dà lôk bàn chuộp hỏi nô tâ gọt dạng đùm đạch đai kroi mọc nô. Chùm bọ kru kshom, kshom kalap mân bàn pi vya sna gọt dạng mạch tê. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិត្តដូចបុគ្គលភារកិច្ចឲ្យខ្ញុំទៅសួរគាត់ខ្ញុំក៏ទៅសួរគ្រាន់តែហុចក្រដាសជូនគាត់ទៅហើយជម្រាបគាត់ថាលោកធ្វើលោកគ្រូធ្វើអីខុសអីយ៉ាងម៉េចអានឹងលោកគ្រូទៅសេចឹងទៅហើយក្រោយទៅសេមកចប់មកខ្ញុំក៏អានចំណានោះហើយជូនមកមិត្តដូចទៅ Monsieur Mounaï, pourquoi aviez-vous si peur vous-même si lorsque quelqu'un est arrêté, on lui donnait juste une feuille de papier pour faire ses aveux? C'est pas terrible, vous étiez un révolutionnaire, vous étiez prêt à sacrifier votre vie, vous aviez fait 2 ans de prison, c'est pas un honneur. Pourquoi auriez-vous peur vous-même d'avoir à faire des aveux? ស្ម័គ្រចិត្តនឹងប្រាជ្ញាហើយលោកធ្លាប់ជាប់គុកពីឆ្នាំទៀតហើយដើម្បីបានជាលោកខ្លាចទៅលើចម្លើយសារភាពទាំងអស់នោះ Som lok srai lok samnuo mdang tiet Je vous dis monsieur Mounaï si comme pour votre ancien professeur le fait d'être arrêté se résumait au fait d'être convoqué par un interrogateur aimable qui vous demandait, comme vous l'avez fait avec votre professeur, « Maître, écrivez vos erreurs », cela ne semble pas dramatique. Et je ne vois pas pourquoi vous, qui étiez un homme courageux, révolutionnaire, auriez eu peur d'avoir à écrire des aveux dans de telles conditions. តើលោកមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេផ្ដល់ចម្លើយសារភាពបែបនោះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលោកឲ្យគេទៅសេះហើយនោះខ្ញុំនៅតែមិនយល់ពីការសួររបស់លោកស្រីដូច្នេះខ្ញុំមិនឆ្លើយតបទេ ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះការបកប្រែក៏មិនដឹងអាចថាវាមិនមែនជាការសារភាពទេប៉ុន្តែវាជាការចោទប្រកាន់សូមអាចបញ្ជាក់ពីព្រោះការចោទប្រកាន់ខ្ញុំចង់និយាយថាការឆ្លើយដាក់ពីបុគ្គលណាម្នាក់មកចំពោះសាក់សីក្នុងសម័យនោះដូច្នេះបើនិយាយថាជាការសារភាពអានឹងវាអត់មានតាក់ទងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះទេបាទសូមអរគុណ Mình có thể xa xích mình sẽ lời tọp Thấy Chẳng cứ Mình bị to tùm nốt xây dịch
Merci, Monsieur le Président. Lorsque vous interrogiez des détenus vietnamiens, vous aviez en face de vous des militaires et ces militaires pouvaient connaître des informations nécessaires à votre armée. Comme vous l'avez dit, vous étiez en guerre. Si ces militaires ne voulaient pas simplement donner les informations qu'ils connaissaient, est-ce que vous renonciez à les interroger? Comment faisiez-vous? ថាលោកនឹងមិនឈប់ការសួរចម្លើយនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏លោកធ្វើអីទៀតបើសិនជាគេមិនព្រមផ្ដល់ចម្លើយនោះ ជំរាបប្រសាសន៍លោកស្រីបើសិនជាគេមិនផ្ដល់ចម្លើយយើងត្រូវតែជជីកសួរគេហើយពន្យល់គេ Monsieur Moumna, il est écrit, vous avez écrit dans votre carnet, page 72, par exemple, un ennemi ne répond pas. Ça concerne la méthode de l'interrogateur. Est-ce qu'ainsi, si un militaire ne voulait pas répondre, vous n'essayez pas malgré tout de le convaincre qu'il fallait vraiment qu'il réponde, quitte à employer une méthode un peu plus musclée? គាត់ឆ្លើយទេឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការសួរចម្លើយដែលមានលក្ខណៈរឹងប៉ឹងនិងជំរុញឲ្យឆ្លើយជាងមុនកាលណាវារឹងរូសអានឹងគេហៅថាសួរអង្គៀមសួរហើយសួរទៀតហើយប៉ាយកទៅឲ្យវាដេកគិតសិនទៅ Monsieur Moumenaï, est-ce que vos bureaux n'étaient pas sur la rue 360, dans les bâtiments de l'école primaire, juste avant de la rue où il y a justement l'eau, comme vous dites, que nous on appelle souvent les égouts? Est-ce que vous n'avez pas vu passer devant votre maison des camions avec des gens qui entraient ou qui sortaient de S21? សំជម្រាបប្រសាសន៍លោកស្រីអាផ្លូវដែលរថយន្តដឹកនៅឯតោងឆ្ងាយនេះមិនដឹងជាម្ដងប្រមាណណាកង់ផ្ទះហើយអាពីខាងក្រោយនេះមកនៅកន្លែងគុកទួលស្រែងនេះក៏នៅឆ្ងាយពីគ្នាដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនដល់ឃើញរថយន្ត Est-ce que vous avez cru, avant le 7 janvier 1979, que les Vietnamiens arriveraient à prendre Phnom Penh? Est-ce que vous avez pensé avant la prise de Phnom Penh le 7 janvier 1979 que les Vietnamiens seraient capables
de battre l'armée révolutionnaire et de prendre Phnom Penh. Còn tòa Việt Nam nó ai tổ tổ chức cháy hỏi thua cả việc rồi hả tại là còn tòa Việt Nam mai cơ hòm đại rưu tế. Xong chìm rẽ bà xa lọc sấy. Chị lùi mấy vị. Bà xong ổn cũng. Trong bàn sát đập xong đua mà chìm luôn đại khăn mê tù vi tâm nàng đang đang rập về ní xuống. Hãy xem nô nước tràn tại đào từ lơ cả kịch nhé đại chỉ ca sanh than ao sạ xây thôi ca sanh than bản chân bản thân chỉ có thôi ca sanh than vì bản ban chân chỉ ăn hai tê và bản thân chỉ ca tăng xem nô rồi bỏ mê thử ví cua tại xem đào từ lơ ca bằng ca chấm nói na tiệt tông từ năng ăn hai rưỡi một hai pì pratica đại ca lang bản thân chỉ ao sạ xây lại kịch chân nhà na có kịch cầm nết mình úp xinh xinh kia hay chậm lại nó vô máu có mình ai vô từ phơ chia pho tang chia bẩn to lấy bàn lọ đây và xong ốc quân ốc quân lúc mình vì chậm nuôi nó sạ xấy quần tè nhầm xong rầm lực lúc mình vì thá lúc mình vì đề cài giờ lại còn pì sạ xấy nâng lại chậm nín bàn chặt tăng lúc một ni cứ khăn ông này chìm nuôi đòi xã xây đầm bay bị cửa bật xa dụ bó nơi xâm nua rư có ca xóm ai phơ sạc đây ác áng là muối đài lục bị cha na tớ khơi tha ai miền là đập hiếp tha bỏ cháy rư có ác áng tốp tớ nâng xâm nua nú vì nòm ai còn cái đây đó bỏ lục miền bị rụt hiếp. Trong này ai này tệ vì thi này là biếp xú giang na nụ mình mên chìa rương ra bọt lục tê vì bố chân xạ xây rụm ní cứ gọt chôl một chồng buông một ông chồng rác nông niêm chìa thàn nạ chìa xạ xây mình mên chìa chân chọp chào tê mà xong xí điệp mình mên vẹ bọn cho mùi nâng rương xây tiết tí cứ vẹ bọn cho mùi nâng xong nua rư ca xóm ở thuở áng na mùi đáy nó ở miền bắc phía bắc sang say tha sầm nô nung lật tập hoa để chơi và gọi chơi ở miền bắc nhà ha miền bắc phía lịch luân quan nô ban chia tu để ti được bắc lục để trở bậc xa dục bảo sầm chơi to tiền. Merci, Monsieur le Président. Dernière question, je passerai la parole à ma consoeur. Monsieur Mounaï, je vais formuler la même question différemment. Est-ce que dans toutes les réunions politiques que vous aviez, il a été envisagé vers la fin de l'année 1978 que, eh bien, il faille envisager un retrait que les Vietnamiens puissent gagner sur les armées cambodgiennes et prendre Phnom Penh? Mien ka leuk lang ampi ka dok kamlang dok tọp thoi đòi xa tại Việt Nam nó quạt bàn tọp Việt Nam bàn châu lục lôi nâng châu một thua cả Việt Hà nơi nông thị trong Phnom Penh. Chìm rẹp bà xa lục rầy cứ nơi bên nô bố dương chấm cứ ắt đắng ấy đó ắt đắng sự phép ca thơ tọp Việt Nam mốt đo là nà đấy. Là hỏi bố nhóm nơi chết thò mặt à chẳng xa bà lưu cập lương tú. Bạn đang thả ô Việt Nam châu đó lái bán nôm cái nè bà nhà ruột tò tùa khla ruột khla bà năng. Merci Monsieur le Président, je laisse la parole à ma consoeur. ដើម្បីសហសេវករបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះនឹងធ្វើការតាំងសំណួរបន្ត២វេលាមកពេល20នាទីសម្រាប់ក្រុម3បានអស់ហើយលើកលែងតែក្រុមផ្សេងទៀតចែកដំណេកម៉ោងបើថាតាមកំណត់ក្រុម3គឺអស់ម៉ោងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសួរទៀតទេឥឡូវនេះដល់ម៉ោង ត្រូវជប់សម្រាកអង្គរះបកាសសម្រាក 18 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11 សូម
ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលចំពោះសាក់សីនេះតទៅទៀតមន្ត្រីតុលាការសម្រាប់សម្រួលសម្រាប់សាក់សីរូបនេះ